Xin chào các em, thầy là Vũ Hải Nam và rất vui được đồng hành cùng các em trong quá trình chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chương trình địa lý lớp 8. Như các em có thể thấy, thầy có ở trên đây đó là hình ảnh về châu Á này, hình ảnh về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, hình ảnh về đất nước Việt Nam của chúng ta. Như vậy thì các em có thể đoán được phần nào những cái nội dung mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong chương trình địa lớp 8, đúng không nào? Và chương trình địa lớp 8 nhằm mục đích gì và chúng ta sẽ phải làm gì để học được tốt chương trình lớp 8? Thì hôm nay thầy cùng tuyển sinh 247 có một cái đoạn để mà giới thiệu đến các em chương trình địa lý lớp 8 ban cơ bản. Vậy thì chúng ta học địa lý lớp 8 để làm gì và chúng ta cần phải học những gì trong chương trình lớp 8? Chúng ta sẽ phải đề ra những mục tiêu nào trong quá trình học tập? Đầu tiên thì mục tiêu lớn nhất vẫn cứ là nắm được những cái kiến thức cơ bản trong chương trình địa lý, đúng không nào? Mà cụ thể ở đây là địa lý lớp 8 chúng ta sẽ học về địa lý châu Á và địa lý tự nhiên Việt Nam. Địa lý châu Á là một phần nối tiếp trong quá trình chúng ta đi tìm hiểu về địa lý các châu lục mà đã được học ở lớp 7 rồi. Nào, chúng ta được học về châu Phi, về châu Nam Cực, về châu Mỹ, về châu Âu và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một bộ phận nữa đó là châu Á. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có học về địa lý tự nhiên Việt Nam, một cái khối kiến thức rất là đồ sộ và cơ bản để có thể tiếp nối đến chương trình địa lý lớp 9, là một cái phần kiến thức quan trọng trong quá trình chúng ta học, chúng ta thi vào các trường chuyên, chúng ta thi vào tuyển sinh vào lớp 10. Nào, và mục tiêu thứ hai nữa trong quá trình học tập chương trình đến lớp 8 đó là nó sẽ tạo ra cái nền tảng cho các em. Để mà chúng ta lấy đó làm cơ sở, làm cái bước đệm trong quá trình học tập chương trình đến lớp 9. Và ở những các bạn mà ở các thành phố lớn thì có thể là nếu như chúng ta mà có thi theo hình thức tổ hợp môn thì có thể lấy đây làm cái kiến thức để ôn tập, để luyện thi. Và mục tiêu cuối cùng trong quá trình học tập địa lý 8, bên cạnh kiến thức thì chúng ta sẽ nắm được những cái kỹ năng về địa lý. Nếu như ở lớp 6, lớp 7 chúng ta được học về kỹ năng nhận xét bảng số liệu này, kỹ năng tính toán, kỹ năng vẽ biểu đồ, thì sang lên lớp 8 chúng ta sẽ lần đầu tiên làm quen với một cuốn đó là Atlas Địa lý Việt Nam, với những cái trang Atlas rất là phong phú liên quan đến tự nhiên, liên quan đến kinh tế. Vậy thì làm thế nào để học cuốn Atlas đó thì chúng ta sẽ có những cái kỹ năng rất là mới. Thì đó là những cái mục tiêu chính trong quá trình học tập chương trình địa lý 8. Và nắm bắt được cái nhu cầu của các em trong quá trình học tập địa lý, chúng ta có thể học tập ngay tại nhà với những cái phương tiện rất là hiện đại, thì thầy cùng tuyển sinh 247 hôm nay sẽ giới thiệu đến các em nội dung cụ thể trong chương trình địa lý lớp 8. Chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên đó là thiên nhiên và con người ở các châu lục. Đây là một cái nội dung tiếp nối của địa lý 7. Chúng ta đã được học về địa lý châu Phi này, với những cái đặc điểm của tự nhiên châu Phi, của con người, của xã hội châu Phi, của kinh tế châu Phi, đặc điểm của châu Nam Cực, đặc điểm của châu Mỹ với Bắc Mỹ và Nam Mỹ, đặc điểm của châu Âu với Bắc Âu, Tây Âu, Đông Âu. Nào, thì chúng ta sẽ tiếp tục với thiên nhiên con người ở châu Á. Và chúng ta sẽ có một nội dung rất là lớn là đặc điểm chung của châu Á. Châu Á là khu vực nào, gồm những quốc gia nào, châu Á có điều kiện tự nhiên ra làm sao, châu Á có cái đặc điểm địa hình, đặc điểm khoáng sản, đặc điểm khí hậu và sông ngòi của châu Á đang diễn ra như thế nào. Ngoài ra đó là những cái nội dung liên quan đến kinh tế xã hội của châu Á, đặc điểm dân cư xã hội của châu Á và tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các quốc gia thuộc châu Á. Chúng ta sẽ đi cụ thể hơn vào một vài các cái khu vực chính của châu Á. Đầu tiên là khu vực Tây Nam Á và Nam Á. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, đặc điểm tài nguyên thiên nhiên của khu vực Tây Nam Á này, đặc điểm dân cư xã hội của khu vực Nam Á và đặc điểm kinh tế của khu vực này. Ở Tây Nam Á và ở Nam Á đang có tình hình phát triển kinh tế như thế nào? Đó là những nội dung tiếp theo trong phần đầu tiên, đó là địa lý châu lục về châu Á. Nội dung thứ ba nữa về châu Á, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khu vực Đông Á và Đông Bắc Á với những cái quốc gia như là Trung Quốc, là Nhật Bản, Hàn Quốc. Nào, ở đó thì đặc điểm kinh tế ra làm sao, đặc điểm tự nhiên như thế nào và chúng ta sẽ thấy là tự nhiên và kinh tế sẽ có quan hệ như thế nào trong quá trình phát triển.
Nội dung cuối cùng và khu vực cuối cùng rất là gần với chúng ta thôi, chúng ta sẽ tìm hiểu về khu vực Đông Nam Á, trong đó có đất nước Việt Nam. Nào, với những cái nội dung như là vị trí địa lý này, Đông Nam Á nằm ở đâu, đặc điểm dân cư, kinh tế của Đông Nam Á như thế nào, và ở Đông Nam Á đang hình thành nên cái tổ chức nào. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Thì đó là bốn cái nội dung chính mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong phần 1, thiên nhiên, con người ở các châu lục, mà ở đây cụ thể chúng ta sẽ đi tìm hiểu về châu Á. Nội dung thứ hai trong chương trình địa lý lớp 8, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những kiến thức liên quan đến địa lý Việt Nam. Chúng ta sẽ có phần tự nhiên Việt Nam với những cái nội với 6 cái nội dung chính. Thứ nhất đó là giới thiệu qua về Việt Nam. Việt Nam, đất nước, con người, đất nước Việt Nam ở đâu, con người Việt Nam như thế nào, tình hình chung của đất nước Việt Nam ra làm sao. Nội dung thứ hai đó là về vị trí địa lý. Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, với những cái bộ phận lãnh thổ nào, và một cái bộ phận lãnh thổ rất quan trọng của Việt Nam mà chúng ta sẽ tách ra học riêng, đó là vùng biển của Việt Nam. Tài nguyên thiên nhiên của vùng của Việt Nam đang như thế nào là cái nội dung thứ ba. Chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm khoáng sản, đặc điểm hình thành và phát triển của lãnh thổ Việt Nam đã trải qua những thời kỳ nào. Nội dung thứ tư là chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu các thành phần của tự nhiên Việt Nam, đó là đặc điểm địa hình này, với đặc điểm chung của nền Việt Nam, đặc điểm của các khu vực địa hình. Vùng đồng bằng có đặc điểm gì, vùng đồi núi có đặc điểm gì. Nội dung thứ hai là đặc điểm khí hậu của Việt Nam, đặc điểm chung khí hậu Việt Nam và các cái yếu tố tạo nên khí hậu Việt Nam, đặc điểm thủy văn với cái mạng, với đặc điểm chung của hệ thống sông và một vài cái con sông lớn ở đất nước Việt Nam chúng ta. Ngoài ra còn là đặc điểm của đất, đặc điểm của sinh vật, và nó sẽ tạo ra một cái bức tranh chung về tự nhiên Việt Nam. Nội dung thứ năm chúng ta có ở đây đó là đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam. Tự nhiên Việt Nam gồm những đặc điểm nào? Việt Nam có phải là một đất nước nhiều đồi núi hay không? Việt Nam có phải là một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển hay không? Thiên nhiên Việt Nam đang có sự phân hóa như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở mục số 6, nội dung số 6. Đó là các miền địa lý tự nhiên, với 3 miền tự nhiên lớn, đó là miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, và cuối cùng là miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Vậy thì có thể thấy rằng địa lý 8, phần thứ 2 của địa lý 8 này, nó là cái nền tảng rất là cơ bản. Nếu như chúng ta có muốn học được địa lý 9, dân cư, xã hội Việt Nam, đặc điểm kinh tế, các ngành kinh tế, các vùng kinh tế của Việt Nam, thì phải trên cơ sở là học tốt được tự nhiên Việt Nam. Nào, còn phần 1 về châu Á thì nó là một bộ phận trong chúng ta, trong quá trình chúng ta đi tìm hiểu về địa lý của các châu lục, thiên nhiên và con người ở các châu lục. Thì đó là toàn bộ hai cái nội dung chính trong chương trình địa lý lớp 8. Và để học tốt được chương trình địa lý lớp 8 thì các em cần phải học trước tiên là nhớ được những cái kiến thức chúng ta đã được học, cái cách thức chúng ta đã học chương trình địa lý lớp 7. Nào, làm thế nào để tìm hiểu về một khu vực, một quốc gia, một cái vùng lãnh thổ với những cái đặc điểm tự nhiên và kinh tế như thế nào. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nắm được những cái kiến thức chung nhất về tự nhiên Việt Nam, để lấy đó làm cơ sở phục vụ cho quá trình chúng ta học tập này, chúng ta làm các bài kiểm tra trên lớp này, hay là chúng ta nếu như mà có thi các bài thi tổ hợp về khoa học xã hội liên quan đến môn địa lý, thì chúng ta sẽ có một kiến thức thật là vững chắc để cùng nhau vượt qua cái kỳ thi tuyển sinh vào 10, cũng là chúng ta sẽ vào được các cái trường trung học phổ thông thật là tốt. Thì đó là một vài những cái nội dung chính trong chương trình đến lớp 8 mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Và thầy rất là mong là sẽ cùng các em, đồng hành cùng các em, để trong quá trình là chúng ta khám phá, chúng ta cùng nhau tìm hiểu những nội dung trong chương trình đến lớp 8 thì sẽ thật là say mê, hứng thú và đem lại cái kết quả cao nhất trong quá trình học tập của các em. Chúc các em học tập chương trình địa lý nói chung và chương trình đến lớp 8 thật là tốt. Xin chào các em.